quý vị, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư ập đến, người dân cả nước đã cùng chung sức để vượt qua cơn bão này. Có những tấm lòng nghĩa hiệp giăng tay giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm đó. Thế nhưng, có người đã lợi dụng lúc nguy nan ấy để trục lợi cá nhân. Theo thông tin từ cơ quan công an, lợi dụng chủ trương thực hiện các chuyến bay giải cứu người Việt Nam ở nước ngoài trong dịch COVID-19, người phụ nữ này đã lừa hàng chục người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sáng 31 tháng 10 năm 2022, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã di lý Trần Thị Hoàng Anh, 29 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh, về thành phố Đà Nẵng để điều tra xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Thị Hoàng Anh bị bắt trong đêm 30 tháng 10 tại tỉnh Nam Định. Khám xét nơi ở của Hoàng Anh tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng. Năm 2021, Hoàng Anh lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong dịch COVID-19 để lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh không có chức năng thực hiện các chuyến bay giải cứu, không được cấp phép tổ chức đưa người ở nước ngoài về Việt Nam, nhưng Hoàng Anh vẫn lợi dụng các mối quan hệ trong lĩnh vực du lịch để tìm kiếm người có nhu cầu. Trần Thị Hoàng Anh trực tiếp liên hệ hoặc nhờ các công ty trung gian chạy quảng cáo dịch vụ thực hiện các chuyến bay giải cứu. Qua đó, hàng chục người Việt Nam ở nước ngoài đã liên hệ Hoàng Anh hoặc thông qua các đơn vị giới thiệu đăng ký với công ty Nhi Anh để được về nước. Hoàng Anh yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền trọn gói khoảng 50-70 triệu đồng một người, bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly khách sạn. Trần Thị Hoàng Anh còn làm giả các công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, làm giả vé máy bay để gửi cho nạn nhân. Hàng chục người đã tin tưởng chuyển tiền cho Hoàng Anh với số tiền nhiều tỷ đồng. Thưa quý vị, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn, bị lừa đảo nên đã có đơn tố cáo. Bị công an điều tra, triệu tập, Trần Thị Hoàng Anh bỏ trốn về quê ở Nam Định. Hiện công an thành phố Đà Nẵng thông báo tìm thêm những bị hại của nữ giám đốc này để mở rộng điều tra. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn để cập nhật những thông tin mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.